Chào tất cả các bạn, tôi tên là Quyền Tấn Trung. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về khóa học trà sữa nhà làm. Tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh, hiện đang là giảng viên trường dạy học Đại học Dân Hiến, trường dạy pha chế Âu Việt, trường Đại học Khu Tết Hồ Chí Minh, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về khóa học pha chế trà sữa nhà làm. Lợi ích khóa học như sau: thì các bạn sẽ làm được là cách nấu chân trâu, cách pha chế trà sữa, các bí quyết pha chế trà sữa ngon hiện nay, cách làm pudding, cách làm một ly trà sữa thành phẩm, kết hợp trà sữa với mứt trái cây, kết hợp trà sữa với siro và các công thức sáng tạo khác. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học này.